hai người gốc Việt đã được tìm thấy thiệt mạng ở Đại học UC Irvine ở Nam California. Và đó là một thảm cảnh rất đau lòng của một gia đình gốc Việt. Trong đó, chính người con trai đã giết chết mẹ ruột của mình. Cảnh sát đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm giúp một người phụ nữ gốc Việt trẻ tuổi đã bị mất tích hơn một tuần qua. Một người phụ nữ ở Mỹ là một nhà thiết kế nội thất đã bị cáo buộc giết chết cha dượng vì bị ông ta lấy cắp ảnh khỏa thân của mình một nữ chỉ huy cảnh sát tiểu bang California đã được tìm thấy bị thiệt mạng sau cái chết bí ẩn của chồng bà Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 một người đàn ông gốc việc đã giết chết mẹ mình rồi sau đó đã tự sát vào chiều thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022 trong khuôn viên Đại học UC Irvine ở Nam California. Theo báo The Orange County Register cho biết, cảnh sát cho biết người đàn ông gốc Việt đã ném mẹ mình từ trên tòa nhà cao tầng trong khuôn viên Đại học UC Irvine rơi xuống đất đã khiến mẹ mình bị thiệt mạng. Sau đó, ông ta đã nhảy lầu tự sát. Thi thể của bà Thảo Thái Nguyễn, 77 tuổi, là cư dân ở vai, được tìm thấy ở đại học này vào khoảng 4 giờ chiều thứ Ba ngày 13 tháng 12 và cảnh sát coi cái chết của bà là một án mạng. Trung sĩ Scott Steino, phát ngôn viên sở cảnh sát quận Cam cho biết, cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân bà Thảo bị thiệt mạng. Theo ông Steino cho biết, nghi can sát hại bà Thảo chính là con trai của bà, là ông Andrew Nguyễn Đoàn, 36 tuổi. Trung sĩ Kerry Davis, phát ngôn viên sở cảnh sát vai thông báo cho biết, nghi can Andrew đã chết do tự sát và ông chết vì chấn thương ở bên ngoài. Kết quả điều tra đã xác định nghi can Andrew đã bế bà Thảo lên rồi ném ra khỏi đầu cầu thang của tòa nhà cao tầng. Sau đó nghi can Andrew đã nhảy từ chỗ đầu cầu thang đó và rơi xuống đất thiệt mạng. Cảnh sát Đại học UICV đã đến tòa nhà Social Science Plaza B trong khuôn viên trường trên đường Pereira vào lúc 3 giờ 52 phút chiều thứ ba, ngày 13 tháng 12. Sau khi nhận được nhiều cú điện thoại báo cáo cả hai thi thể nằm dưới đất bên ngoài tòa nhà này, cảnh sát đại học cho biết, cho đến tối thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2022, vẫn chưa rõ tình huống hai mẹ con bà Thảo bị thiệt mạng là như thế nào, cũng như lý do nào đã dẫn đến nghi can Andrew đã sát hại mẹ mình như vậy. Nghi can Andrew từng học khoa học sinh học ở UCLA từ năm 2017 tới năm 2019 nhưng không tốt nghiệp. Theo ông Tom Varsic, phát ngôn viên trường này cho biết, bà Thảo đã không liên hệ gì với trường. Ông Michael Bertin, hàng xóm lâu năm với mẹ con bà Thảo, trên đường Gilman-Urvai cho biết, nghi can Andrew là người có vấn đề. Khu dân cư University Park cho biết, bà Thảo là Teresa và nhớ bà là một người tử tế, nhưng ít giao tiếp, ông Bertin cho biết. Hàng xóm thường nhìn thấy bà Thảo làm vườn ở trước sân, nhưng ông Bertin không nhớ lần cuối ông gặp mặt nghi can Andrew là khi nào. Ông Bertin còn nói thêm rằng, ông không nhớ nhìn thấy bất kỳ lần nào hai mẹ con bà Thảo có cãi nhau hay đánh nhau. Ông Bertin nói rằng, chuyện này thật là khủng khiếp. Và nghi can Andrew như một con quỷ. Vào năm 2020, nghi can Andrew đã nhận tội đại hình liên quan đến tấn công tình dục. Theo hồ sơ tòa án cho biết, vụ tấn công xảy ra vào năm 2019 tại Bệnh viện Tâm Thần và nạn nhân là người ở chung phòng với ông Andrew. Bà Kimberly S., phát ngôn viên biện lý của quận Cam cho biết, trong vụ đó, bà Thảo đã nộp 100.000 đô la để con trai mình được tại ngoại, theo hồ sơ tòa án cho biết. Sau đó, nghi can Andrew đã bị kết án 156 ngày tù. Ông cũng bị quản chế 3 năm và kết thúc vào tháng 7 năm nay. Cảnh sát hiện không truy tìm thêm nghi can nào khác trong vụ hai mẹ con bà Thảo bị thiệt mạng, theo bà Davis cho biết. You see, vai là đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất ở quận Cam, nơi đa số sinh viên là gốc Á Châu, trong đó có nhiều người gốc Việt. Irvine là một thành phố lớn của quận Cam, có khoảng 200.000 cư dân, trong đó có nhiều người gốc Việt và nằm cách Lido, Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ chừng 20 phút lái xe về phía Nam. Chuyển sang thông tin tiếp theo, nhà chức trách trong vùng Marina về phía Nam San Francisco đang nhờ công chúng giúp tìm một phụ nữ gốc Việt trẻ tuổi đã bị mất tích hơn một tuần qua. Người phụ nữ gốc Việt có tên là Sandy Thi Quỳnh, 20 tuổi, còn có tên là Catalina, đã mất tích từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Trong tuần qua, cảnh sát Marina từng kêu gọi sự giúp đỡ của người dân. Nay họ kêu gọi một lần nữa vì vẫn chưa tìm ra cô gái gốc việc này. Cảnh sát nói rằng Sandy Thi Quỳnh có rủi ro gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, họ không nói rõ thêm chi tiết về sự rủi ro này. Gia đình đã trình báo với cảnh sát vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, mà thật sự các thân nhân đã không thấy cô từ ngày 3 tháng 12 năm 2022 mở cuộc điều tra, cảnh sát được biết Sandy Thi Quỳnh đã được thấy lòng chót vào sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 12, trong phòng tiếp tân của khách sạn Comfort Inn ở địa chỉ 140 Beach Road tại Marina. Các nhân viên cho biết Sandy Thi Quỳnh vào khách sạn dùng ổ điện để sạc điện thoại. Sandy Thi Quỳnh đã nói với các nhân viên rằng cô đã ra ngoài bãi biển và cô rời phòng tiếp khách của khách sạn vào khoảng 4 giờ sáng Khách sạn đã cung cấp cho cảnh sát video giám sát có hình ảnh của Sandy Thi Quỳnh. Cảnh sát đã xem hình ảnh và nhận thấy rằng Sandy Thi Quỳnh đã cầm theo một tấm mền và một túi đeo trên lưng màu đen hoặc xanh đậm. Sandy Thi Quỳnh cao 1m62, nặng 45kg, cô có mái tóc dài nhuộm đỏ. Lần cuối được thấy mặc áo trùm đầu màu xám với nhãn hiệu Aeropostale ở phía trước và mang vớ dài đen. Nếu có thông tin về Sandy Thi Quỳnh, xin gọi số cảnh sát Marina 831 384 -7575. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một người phụ nữ ở Mỹ có tên là Jay Chang, 39 tuổi, là một nhà thiết kế nội thất đã bị cáo buộc giết chết cha dượng bằng cách đánh thuốc mê và bóp cổ cha dượng của cô. Sau khi tìm thấy những bức ảnh khỏa thân của cô trên máy tính của ông ta, các công tố viên cáo buộc cho biết Nghi can đã sát hại nạn nhân rồi dàn dựng vụ án thành vụ tai nạn liên quan đến thuốc an thần. Thi thể của ông Merriman, 64 tuổi đã được tìm thấy vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 dưới một đống rác ở gần nhà của cô Cheng, là con gái riêng của vợ ông Merriman ở Solana Beach, quận San Diego, California, ngôi nhà mà ông ta đã ở chung với cô con gái riêng Jay Cheng này. Vụ việc đã được phát hiện sau khi bạn của cô Cheng báo cáo với cảnh sát rằng cô ta đã thú nhận việc giết cha dượng của mình. Kết quả giám định xác định nạn nhân tử vong vì ngộ độc thuốc an thần Ambien cấp tính. Theo Independent vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 đưa tin rằng, trong phiên tòa bắt đầu vào hôm thứ tư tuần trước, công tố viên đã cáo buộc cô Cheng đã đánh thuốc mê làm ông Merriman ngạt thở bằng túi ni lông. Sau khi phát hiện ông này cài ảnh khỏa thân của cô, làm màn hình chờ máy tính, các bức ảnh đã được cô Cheng và người yêu khi đó chụp cách đây 10 năm trước. Chưa rõ bằng cách nào mà ông Merriman có được những bức ảnh mà cô Cheng đã gửi cho bạn trai của mình. Tuy nhiên, cô Cheng đã không nhận tội giết ông Merriman. Theo luật sư bào chữa của cô Cheng, hai người bạn của cô đã làm chứng rằng họ đã được gọi đến nhà của cô vào tháng 12 năm 2020. Khi đó, ông Merriman đã bị ngã. Họ đã giúp đưa ông lên xe ô tô để chở ông đến bệnh viện. Khi ông Merriman nhập viện, cô Chance đã tình cờ thấy một bức ảnh khỏa thân của mình trên máy tính của cha dường khi dọn phòng cho ông. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô Chance đã rất kinh ngạc và sửng sốt vì ông Merriman đã có nhiều ảnh khỏa thân của mình nhiều đến như vậy. Luật sư bào chữa của cô Chance đã nói rằng cô Chance đã rất yêu thương cha dưỡng của mình nhưng thật không may, ông Merriman là một người cha dưỡng rắc rối. Ông ta đã yêu cô Chance, đứa con gái riêng của vợ mình theo những cách khác nhau. Theo luật sư, sức khỏe kém và tiền sử sử dụng ma túy của ông Merriman là những yếu tố góp phần dẫn đến cái chết của ông. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc thuốc an thần Ambien. Tuy nhiên, Phó trưởng lý quận San Diego, Hoa Del Portillo đã nhận định rằng đây không phải là một tai nạn, mà đây là vụ giết người có chủ đích công tố viên cáo buộc sau phát hiện và những bức ảnh cô cheng đã lên kế hoạch giết cha dựng của mình và dàn dựng như một vụ án chết người vì dùng thuốc quá liều các công tố viên đã công bố các tin nhắn đã được gửi từ điện thoại của cô cheng tới nhiều người trong đó có nội dung mà cô ta đã đầu độc cha dựng bạn của cô cheng là ông adam sibliat đã làm chứng trước tòa về việc cô cheng đã nói rằng thi thể của ông Merriman đã nằm trong cốp xe của cô vào đêm giao thừa năm 2020. Cô Jenks đã được cho là đã nhờ ông Sipliak giúp chuyển thi thể đến phòng của nạn nhân. Ông Sipliak đã nói trước tòa rằng, lúc đó cô Jenks đã nói với tôi rằng cô ta đã giết ông Merriman và ông ấy đang nằm sau chiếc Toyota Fortuner của cô ấy. Và cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi không thể nào giúp cô ấy tôi phải thoát khỏi chuyện này vì tôi còn phải nuôi con trai của tôi. Phiên tòa hiện đang tiếp tục diễn ra và nếu bị kết tội, cô Cheng phải đối mặt với án tù chung thần. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một nữ chỉ huy cảnh sát tiểu bang California CHP đã được tìm thấy thiệt mạng do trúng đạn tại nhà ở Tennessee. Hai tháng sau khi người chồng mất tích của bà cũng được tìm thấy thiệt mạng. Theo báo The Orange County Register cho biết, vào hôm thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Bà Julie mươi 49 tuổi, chỉ huy CHP vùng Yuba Sutter, đang bị điều tra vì nghi dính líu tới cái chết của chồng bà, là ông Michael hodin Theo vài nguồn tin đã nói với báo Appeal Democrat ở Marysville, California, vào hôm thứ Năm tuần trước, Bà hodin đã bị bắt với cáo buộc đã đột nhập căn nhà ở Murfreesboro, Tennessee và bắt con chó của chồng bà ta. Vào ngày hôm sau thì bà ta đã được thả ra. Và đến thứ Bảy, người đưa thư đã tìm thấy bà ta đã bị thiệt mạng ngoài sân của nhà bà ta ở quận Clay, Tennessee. Vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12, ông Brandon Boone, cảnh sát trưởng quận Clay cho biết cảnh sát chưa thể xác định là bà Hodin đã bị bắn chết hay tự sát. Ông Brian Whitmer, quyền chỉ huy CHP vùng Yuba Sutter, cho Appeal Democrat biết Trước khi được tìm thấy thiệt mạng, bà Hodin xin nghỉ phép do chấn thương. Ông Michael Hardin, 53 tuổi, là cư dân quận Clay, mất tích vào hồi tháng 9. Sở Cảnh sát quận Hạt này cho biết, cũng trong tháng đó, ông ta đã được tìm thấy thiệt mạng do bị bắn ở quận Cumberland, Kentucky, theo đài phát thanh địa phương WUCT cho biết. Bà chủ nhà ở Murfreesboro, người tố cáo bà Hodin đã đột nhập nhà bà ta để bắt con chó cho biết ông Michael Hardin từng là bạn trai của bà ta. Hồi tháng 10, bà này báo cáo cảnh sát rằng bà Hardin từng nhiều lần đột nhập nhà bà ta và cứ bám theo quấy nhiễu bà ta. Bà Hardin làm việc cho CHP từ năm 1999 và được bổ nhiệm làm chỉ huy vùng Yuba Sutter vào năm 2018. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới